Còn mắt cho cao là cái gì? Đeo cái gì đây? Đeo cái gì đây? Đeo con chó à? Thế phải mặc cho. Thì cứ ôm tay này. Đời bảo là mắt, bảo là massage đi mà, bảo là đấm lưng cho mày.
Thằng đi đi. Ao, chứ nhà thì phải ao rồi. Nghe đúng bài. À, sao đó mà như này là phải đấm như thế này nha. Nằm đi. Nằm xuống không? Chẳng ai. Cười. Cười ghê thế. Cười á. Nằm đi nào. Nằm cao lên, bỏ tay xuôi đi. Nhắm mắt lại, thư giãn đi. Từ từ rồi đến được ca ca nha. Đúng rồi, là phải cởi áo mà bé. Nào các ca ngồi lại đây. Ngồi lại đây tưng 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 áo cho mẹ. Giữ im cái áo gì nhá. Giữ im nhá. Rồi, giữ im lại. Hai tay ra đây. Hai tay ra đây. Nằm im đi bé. Ngồi đây để bảo là giữ áo thôi cho giá cho em, giữ im áo cho em nha. Em lại đóng lưng. Nào giữ đây. Giữ im. Con làm mẹ buồn cười quá bé ạ. À rồi, các ca ca ngồi đây. Nằm đây. Nằm đây. Hải cứ đóng lưng cho mẹ chán chết đi được. Rồi nằm thẳng lên. Thư giãn đi. Chứ này là phải cởi áo rồi thì mới có thể, nhưng mà thôi lúc nãy vừa mới mặc được không cởi nữa. Đấy rồi. Okay. Con lại mâm xóa được à? Nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi, như thế này. Đúng rồi. Đó quá. Để mẹ xóa bóp bên đây cho. Con xóa bóp cái tay như này. Cái gì này, cầm cái gì này, xóa bóp cái đầu ngón tay cho tay này. Rồi. Sao có việc hai tay như gì giống mẹ nè. Nhìn này. Thấy chưa? Nhìn mẹ nè. Ca ca mà thư giãn ca ngủ luôn đi. Đấy. Ừ. Nào. Em mẹ bấm việc cho nào. Em bấm việc. Bấm việc cái đầu với đốt ngón chân nè. Ca ca nè. Đầu con nè. Xem nào, im này im này. Ừ. Im. À. Từ từ. Bên đây hả? Chị bé con làm chi à? Con nắm cái tay à? Hả? Ca ở đây ngồi. Ở đây, mẹ im mẹ xem nào. Nè. Im nha. Nằm bên đây. Nằm bên đây để cho ca ca tập thể, ca ca tập thể dục nha. Nào. Im, để tập thể dục nào. Xem nào. Từ nha.